Ngày hôm nay có các thầy cô trong ban giám khảo đến từ giờ tiết học mỹ thuật của cô trò chúng ta. Để các em nhiệt liệt chào mừng. Mời quý thầy cô và các em ngồi. Cô xin được mời bạn lớp trưởng báo cáo sĩ số và sự chuẩn bị của các bạn học sinh ngày hôm nay. Con thưa cô, hôm nay sĩ số lớp chúng ta đủ và sự chuẩn bị của các bạn rất chu đáo ạ. Cảm ơn em. Như các em đã biết, chúng ta đang học chủ đề biểu cảm của màu sắc. Chủ đề này gồm 4 bài học. Bài học đầu tiên, tranh vẽ theo giai điệu âm nhạc. Bài 2, tranh tính vật màu. Bài 3, tranh in hoa lá. Và bài 4, bài thiệp chúc mừng. Tất cả những bài học trong chủ đề luôn có sự liên quan chặt chẽ đến nhau. Đặc biệt là bài 3 và bài 4. Sản phẩm tranh in hoa lá của bài 3 sẽ là những nguyên vật liệu để chúng ta tạo nên những tấm thiệp chúc mừng. Và để các em nhớ lại tiết học trước, sau đây cô mời các em cùng xem lại một số hình ảnh. Vừa rồi chính là những hoạt động mà các em đã thực hiện ở trong tiết học trước. Và để tiếp nối vào đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tiết 2 của bài 4, bài thiệp chúc mừng. Mời các em cùng ghi bài vào vở. Các em đã ghi bài xong chưa nào? Và ngay bây giờ, cô có một nhiệm vụ nhỏ dành cho các em. Các em hãy cùng lắng nghe thật kỹ một vài giai điệu âm nhạc sau đây và đoán xem nội dung bài hát nói về chủ đề gì nhé. Với giai điệu âm nhạc đầu tiên, mời các em cùng lắng nghe. Cô mời con nào. Câu trả lời của bạn là chủ đề chúc mừng sinh nhật. Đó chính là câu trả lời rất nhanh và chính xác. Cảm ơn em. Vậy còn giai điệu thứ hai. Cô mời em nào. Em thưa cô là về chủ đề ngày Tết ạ. À đúng rồi, giai điệu đã quá quen thuộc rồi đúng không nào? Chính là chủ đề ngày Tết. Vậy còn giai điệu thứ ba. À đúng rồi, câu trả lời rất chính xác. Đó chính là chủ đề về thầy cô giáo. Vậy còn giai điệu thứ tư. Đây đã là giai điệu cuối cùng rồi. Các em hãy lắng nghe thật kỹ. Câu trả lời chủ đề mùng 8 tháng 3 có đúng không nào? Các em ạ, những bài hát vừa rồi chính là những chủ đề vô cùng quen thuộc và gần gũi đã được các em đưa vào thể hiện trên những tấm thiệp chúc mừng. Và ở tiết học trước, các em đã được tham gia hoạt động luyện tập sáng tạo, tạo nên tấm thiệp chúc mừng từ hình in có sẵn. Và cô được biết là chúng ta đã rất hào hứng, tích cực, chủ động và nỗ lực để tạo nên những tấm thiệp đẹp. Tuy nhiên, thời lượng của một tiết học thì không có nhiều nên cô Linh đã yêu cầu các em về nhà tiếp tục thực hiện sản phẩm, hoàn thiện về mặt tạo hình này, dành thời gian suy nghĩ, cân nhắc xem mình sẽ dành tấm thiệp đó để tặng cho ai và viết những lời chúc như thế nào ở trên thiệp. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện tiếp những tấm thiệp của tiết học trước nhé. Bây giờ cô mời các em cùng đến với nội dung thứ nhất trong tiết học ngày hôm nay. Đó là tạo thiệp chúc mừng từ hình in có sẵn. Mời các em ghi bài vào vở. Và ngay bây giờ trên mặt bàn của mỗi nhóm cô đã nhìn thấy các bạn có rất nhiều tấm thiệp đẹp. Đó chính là thành quả lao động chăm chỉ của chúng ta trong thời gian vừa qua. Và cô sẽ chọn lên đây một vài tấm thiệp tiêu biểu để chúng ta sẽ cùng nhận xét và góp ý cho sản phẩm của các bạn nhé. À đây, cô sẽ chọn tấm thiệp này. Rồi. Sau đây, cô mời các em hãy cùng quan sát và nhận xét cho cô. Về cách kết hợp giữa chữ, hình và màu trên sản phẩm thiệp của các bạn đã hài hòa hay chưa? Và nếu chưa hài hòa thì em sẽ điều chỉnh, bổ sung như thế nào để giúp tấm thiệp của bạn đẹp hơn về mặt thẩm mỹ nào? Với tấm thiệp đầu tiên, cô xin được nhờ bạn Bảo Yến nào. Em thưa cô, về tấm thiệp đầu tiên hình in còn quá nhỏ so với khổ giấy. Và để phần giữa chống quá nhiều, theo em thì em nên cắt một hình in to hơn.
và phần trống em sẽ viết chữ ạ. À đúng rồi, bạn Yến đưa ra nhận xét rất chính xác. Bạn thấy rằng, chúng ta hãy thấy rằng cái chỗ đây là bố cục chung chưa cân đối. Về hình in thì chưa đẹp và còn quá nhỏ so với tổng thể của chiếc thiệp, đúng không nào? Như bạn Yến vừa nhận xét, về chữ viết thì chưa rõ ràng và còn trống quá nhiều, đặc biệt là phần giữa. Và bạn Yến đã đưa ra được những góp ý rất hữu ích cho bài này. Cảm ơn Yến. Vậy còn tấm thiệp thứ hai nào? Cô xin được mời bạn Huy. Cô là theo đây tấm thiệp thứ hai có họa tiết hoa lá đã hình in đã được đẹp. À đây. Chữ còn chưa được rõ. Theo con có xét chỉnh sửa chữ và tô màu lên chữ màu nổi bật thì bài sẽ được nổi bật hơn và đẹp hơn. À đúng rồi. Rất cảm ơn ý kiến của bạn Huy. Bạn Huy trả lời rất chính xác. Như vậy là qua phần nhận xét của các bạn thì chúng ta đã quan sát rất chi tiết này và đưa ra được những góp ý rất hữu ích. Và một lần nữa các em đã khẳng định các yếu tố trên thiệp như là chữ, hình và màu cần có sự kết hợp hài hòa với nhau. Như vậy là các em đã nắm rất chắc kiến thức của tiết học trước rồi đấy. Và bây giờ cô sẽ dành thời gian 5 phút để cho chúng ta cùng tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện về sản phẩm của mình nhé. Thời gian 5 phút bắt đầu. Chỉnh sửa như nào trên này? Vừa rồi bạn nhận xét rồi đấy, thì mình chỉnh sửa khu vực này như nào? Cắt một cái hình và còn cái này cần thêm hình à? Cái này cũng nghĩ là cần thêm chữ đúng không? Chữ vào khu vực giữa này nhé. Phần này có câu. Xin bày cả cái thiệp này đúng không? Thì con thấy chỗ này cần cái màu gì để cân đối lại bên nửa bên này, đúng không? Nửa bên này còn quá nhiều màu gì, bên này chưa có, cân đối lại nhá. Chỗ này họa tiết còn trống nhưng con có thể viết chữ vào đây cũng được. Thế ví dụ chỗ này còn trống nửa chỗ này, đúng không? Đầu tiên là viết đúng chính tả đã, chữ chức này đúng không? Thiếu một cái dấu này. Thế bây giờ con tô đậm. Thế bây giờ như này đã nổi bật chưa? Nổi bật chưa? Nếu chưa nổi bật thì con phải cần thêm cái màu. Tuy nhiên màu dạng kia chúng ta có thể làm nổi bật cái dòng chữ này lên nhé. Con có thể thêm họa tiết trang trí vào đây cũng được nếu thấy khu vực này còn trống quá. Chưa. Thế bây giờ con trang trí cái này vào đâu? Đâu, tấm thiệp đâu? Đây đúng không? Trang trí mặt nào? Mặt nào? Mặt này, cô tưởng mặt bên này. Mặt bên này. Thế bây giờ con để dọc hay là xoay ngang? Xoay ngang này á? Rồi được rồi, thế con định trang trí mảng nào? Mảng nào? Bên này hay bên này? Chỗ này. À rồi, thì bây giờ cắt ra trang trí lên đúng không? Chỗ này thì viết chữ đúng không? Thế cả khu vực này là dành cho việc viết chữ đúng không? Thế bây giờ con đây viết trên đây thì chỗ dưới này con sẽ làm gì? Vì trống nhiều đúng không? Bây giờ mình phải căn chỗ này mình bao nhiêu chữ, viết thành mấy dòng. Mấy dòng đấy sẽ viết như thế nào? Thế hình trang trí của con đâu? Ví dụ đây nhá. Con thể dùng chung hình trang trí với bạn được chưa? Con lấy mảng hình trang trí và dán lên đây. Đây đúng không? Ừ, thế con định dán nó thiệp đâu? Thiệp đây à? Con định để ngang hay để dọc? Để như này. Thế hình này con dán như này hay dán vào đây hay là dán ở bên này? Dán đây. Ở đây, dọc hay là ngang? Ngang. Ngang. Nếu ngang như vậy thì nó đủ chỗ không? Nó có bị kích bố cục không? Cô nghĩ là cái phần này nên để dọc thì nó sẽ phù hợp với cái khuôn khổ này hơn nhá. Còn chỗ trống này con sẽ trang trí cái gì? Chỗ trống hay trang trí cái gì? Trang trí cái gì vào đây? Trái tim. Con có thể viết chữ đúng không nào? Các bạn của các nhóm chúng ta khi làm xong sản phẩm của mình rồi thì có thể treo trang trí những tấm thiệp của mình lên trên các bảng để chúng ta lát nữa sẽ cùng chia sẻ và đánh giá sản phẩm nhé. Con lựa chọn mảng hình này để trang trí đúng không? Ừ, đâu, mảng hình đâu rồi? À, bạn đang cắt. Con dán vào đâu nào, trang trí vào đâu nào? Đâu, bìa thiệp đây đúng không? Thì bạn cắt hình thì mình sẽ biết chữ đi nhá. Mình trang trí chữ đi con. Thời gian sắp hết rồi, các nhóm chúng ta hãy nhanh tay lên nào.
Như vậy là đã hết thời gian thực hành. Cô yêu cầu các nhóm nhanh chóng thực hiện để chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Bây giờ cô hỏi cả lớp mình, các bạn có muốn chia sẻ sản phẩm rất đẹp mà chúng ta vừa tạo ra đến thầy cô và các bạn để thầy cô và các bạn cùng nhìn ngắm xem chúng đẹp, sáng tạo và ý nghĩa như thế nào không? Vậy bây giờ cô mời các em cùng đến với hoạt động 4 của bài học mang tên trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Mời các em ghi bài. Và để hoạt động trưng bày sản phẩm và chia sẻ này của chúng ta thêm phần sinh động và hấp dẫn thì cô xin mời các em tham gia một hội chợ triển lãm. Ở hội chợ triển lãm này, những nhóm của chúng ta sẽ trở thành những công ty, những doanh nghiệp thiết kế và sản xuất thiệp. Các bạn sẽ trưng bày những sản phẩm của mình tại 4 gian hàng như các em có thể thấy ở đây. Và chúng ta sau khi tham quan hội chợ triển lãm, đây sẽ là cơ hội để các em có thể quan sát thật gần, thật kỹ những sản phẩm các bạn mình để xem các bạn mình đã vận dụng những kiến thức, kỹ năng được học để tạo ra những tấm thiệp như thế nào, từ đó đưa ra những nhận xét đánh giá. Vậy sau khi tham quan hội chợ triển lãm xong thì chúng ta sẽ nhanh chóng trở về chỗ ngồi để cùng đến với hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động chia sẻ. Và không để các em chờ đợi lâu hơn nữa thì bây giờ hội chợ triển lãm của chúng ta chính thức được bắt đầu. Cô xin mời cả lớp hãy đứng dậy. Chúng ta sẽ cùng di chuyển với tổ nhóm của mình đi qua tham quan lần lượt các gian hàng theo chiều kim đồng hồ. Các em sẽ lần lượt tham quan từng gian hàng triển lãm của các bạn. Tại đây các em sẽ quan sát thật gần, thật kỹ, cũng có thể lật mở để xem bên trong bạn mình đã trang trí và viết những lời chúc ý nghĩa như thế nào. Các em cũng có thể ghi lại những ấn tượng của mình về các sản phẩm để lát nữa chúng ta sẽ cùng trao đổi chia sẻ nhé. Các bạn đi đầu của mỗi nhóm chúng ta có thể di chuyển lên một chút để những bạn phía sau có thể dễ quan sát hơn. Như vậy là thời gian tham quan triển lãm đã hết rồi. Xin mời các quý khách hàng của chúng ta sẽ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để chúng ta cùng đến với hoạt động tiếp theo vô cùng hấp dẫn. Đó là hoạt động chia sẻ dưới hình thức một cuộc thi thuyết phục đầu tư mang tên Big Postcard Big Deal. Và để cả lớp của chúng ta có thể nắm rõ được thể lệ cuộc chơi thì cô sẽ nhờ một bạn đọc to và rõ ràng phần này cho cả lớp chúng ta cùng theo dõi. Cô xin mời Minh nào. Vâng, thưa cô con đọc ạ. Thể lệ, mỗi nhóm được coi là một công ty sáng tạo thiết kế thiệp. Lần lượt từng công ty giới thiệu, chia sẻ sản phẩm thiệp của nhóm mình. Ban giám khảo được coi là nhà đầu tư vốn kinh doanh cho các công ty. Ban giám khảo được xét, đánh giá và cho điểm từng nhóm bằng cách quyết định đầu tư số tiền vốn cho từng công ty. Cơ cấu giải thưởng, giải nhất 100 triệu đồng, giải nhì 90 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng, một điểm tương đương 10 triệu đồng. Đúng rồi, cảm ơn con. Bạn đọc rất to và rõ ràng đúng không nào? Còn đây, đây sẽ là những tiêu chí để ban giám khảo, những nhà đầu tư của chúng ta và những quý khách hàng có thể cùng nhận xét, đánh giá về sản phẩm. Thứ nhất, về ý tưởng chủ đề và đối tượng sử dụng thiệp. Thứ hai, về sự kết hợp giữa chữ và hình trên thiệp. Thứ ba, màu trang trí, hình in và những lời chúc ở trên thiệp có phù hợp với nội dung hay không. Thứ tư, về yếu tố sáng tạo ở trên thiệp. Và cuối cùng, đó chính là sự yêu thích của quý khách hàng dành cho sản phẩm thiệp của mỗi công ty. Như vậy là các em đã nắm rõ thể lệ cuộc thi chưa nào? Rồi ạ. Để tham gia vào cuộc thi này thì cô và các em sẽ hóa thân vào các nhân vật trong game show Big Postcard Big Deal. Vừa trở về từ hội chợ triển lãm thì các em sẽ đóng vai trò là những quý khách hàng. Chúng ta sẽ đưa ra nhận xét đánh giá về sản phẩm của các công ty này và cuối cùng là đưa ra được lượt bình chọn dành cho sản phẩm yêu thích ở mỗi công ty. Và bây giờ cô xin được nhờ một bạn sẽ làm MC chương trình ngày hôm nay. Cô nhờ bạn Bảo Yến nào. Và đây là kịch bản chương trình dành cho Yến. Xin
Xin chào mừng các quý vị đã đến với cuộc thi Pipposca PQ, cuộc thi tìm ra những nhà thiết kế thiệp xuất sắc nhất để đầu tư sản xuất và kinh doanh. Bốn nhóm thi sẽ là bốn công ty thiết kế và sáng tạo thiệp với các tên gọi theo chủ đề của thiệp mà các nhóm thực hiện. Các ứng viên hôm nay của chúng ta gồm nhóm 1, công ty Bùi Phấn. Nhóm 2, công ty Ngọn Nến Lung Linh. Nhóm 3, công ty Sơn Học. Và cuối cùng là công ty Ngờ Thế Giới. Và để đánh giá chất lượng sản phẩm của bốn công ty này, chúng ta sẽ thành lập ban giám khảo và các nhà đầu tư. Đó chính là nhà đầu tư chính, cũng chính là trưởng ban giám khảo, cô Hiên, Miss Hiên Phạm. Hai vị chuyên gia là những bạn có năng khiếu mỹ thuật được các tổ giới thiệu là bạn Ngọc Vân và bạn Phú. Và các nhà tư vấn chính là các bạn, những quý khách hàng vừa trở về từ hội chợ triển lãm thiệp đấy ạ. Sau đây, phần thuyết phục đầu tư của các công ty thiết kế sáng tạo thiệp bắt đầu. Trước tiên, xin mời giám đốc sáng tạo của công ty Bùi Phấn lên giới thiệu về sản phẩm thiệp của nhóm mình. Xin mời các bạn. Em tên là Nguyễn Việt Anh, giám đốc sáng tạo của công ty Bùi Phấn. Ngày hôm nay, em sẽ mang đến đây những mẫu thiệp mới nhất mà công ty chúng em đã làm ra. Tôn sư trọng đạo là một truyền thống tốt đẹp của Việt Nam. Ở Việt Nam, ngày 20 tháng 11 là ngày tôn vinh các thầy cô giáo, đồng thời cũng là dịp để mọi người có thể bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng của mình với các thầy cô giáo. Đó cũng chính là lý do mà công ty chúng tôi quyết định chọn chủ đề thiệp ngày 20 tháng 11. Ngày hôm nay, chúng tôi mang đến đây những tấm thiệp đầy màu sắc với nhiều hình dáng khác nhau. Bên trong những tấm thiệp này không thể nào thiếu những lời chúc thật ý nghĩa. Bằng tất cả sự tôn kính, chúng tôi xin phép được đọc lên đây những lời chúc gửi đến những người thầy cô giáo. Ngày 20 đã đến, tháng 11 thân thương, kỷ niệm ngày hiến chương của các thầy cô giáo. Không dìm giang vấn pháo, chỉ có những bó hoa gửi muôn ngàn lời ca kính tặng thầy cô giáo một sức khỏe dồi dào, an vui và hạnh phúc. Mẹ nói sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam, bà bảo con viết những lời chúc mừng cho cô, nhưng con chẳng biết viết gì cả. Con chỉ muốn nói với cô rằng con yêu cô nhiều lắm, con mãi là học trò ngoan của cô. Công ty chúng tôi rất mong nhận sự đóng góp ý kiến của các quý khách hàng để làm thiện nữ sản phẩm của mình. Quý bạn Thành có ý kiến gì cho phần sản phẩm của tôi ạ? Sắp đến ngày 20 tháng 11 thì cô muốn một tấm thiệp để dành tặng cho cô ạ. Thầy cô giáo bạn còn trẻ hay đã lớn tuổi rồi? Cô giáo tôi tuy đã nhiều tuổi rồi nhưng mà thì cô vẫn còn trẻ chứ. Tôi nghĩ nếu cô giáo bạn còn trẻ thì nên sử dụng những tấm thiệp có gam màu sáng như thế này. Còn cô giáo bạn đã lớn tuổi thì nên sử dụng những tấm thiệp có gam màu trầm như thế này thì sẽ phù hợp hơn đấy. Bạn Huy có ý kiến gì cho về sản phẩm của chúng tôi? Theo tôi thấy tấm thiệp màu nâu ở bên cạnh bạn Giang có bạn tết ba lá rất đẹp, chữ rất rõ ràng, rất phù hợp với cô giáo của bạn Thành. Và tấm thiệp màu xanh ở giữa, bạn tết ba lá còn chưa được đè chữ màu chưa được tô vào chữ. Theo tôi sẽ tô màu đỏ thì bài sẽ nổi bật và đẹp hơn đấy. Cảm ơn bạn Huy, tôi cũng nghĩ tấm thiệp màu nâu này phù hợp hơn. Còn về tấm thiệp màu xanh kia, tôi nghĩ các bạn chỉ sử dụng như. Cảm ơn bạn đã góp ý, công ty chúng tôi sẽ chỉnh sửa thêm. Hãy đầu tư cho công ty chúng tôi một số vốn tốt nhất nhé. Phần trình bày của công ty Bùi Phấn chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Vâng, nhà đầu tư đã nghe công ty Bùi Phấn trình bày giới thiệu sản phẩm. Vậy theo các nhà đầu tư có nên đầu tư cho công ty này với số vốn bao nhiêu ạ? Tôi xin được thay mặt cho các nhà đầu tư nhận xét về sản phẩm của công ty Bụi Phấn. Chúng tôi rất khen ngợi sản phẩm thiệp của các bạn. Đẹp, đẹp ở chữ viết, ngay ngắn, nghiêm túc thể hiện sự kính trọng với các thầy cô. Hình thì họa tiết các bạn in hoa lá rất đẹp. Màu thể hiện sự am hiểu về màu sắc. Các bạn đã biết tùy vào từng đối tượng sử dụng mà lựa chọn những màu sắc cho phù hợp. Những lời chúc hay và ý nghĩa phù hợp với chủ đề. Thể hiện được tình cảm chân thành với thầy cô giáo. Tuy nhiên, tôi thấy những lời nhận xét góp ý từ các bạn khách hàng về tấm thiệp màu xanh rất chính xác.
các bạn cần chỉnh sửa và hoàn thiện thêm về phần chữ ở trên thiệp. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn cô. Tiếp theo chúng ta cùng đến với sản phẩm của hãng thiệp nổi tiếng Ngọn Nến Lung Linh. Chúng ta hãy chờ xem họ mang đến chương trình ngày hôm nay sản phẩm thiệp như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Về bài vẽ độc đáo của công ty các bạn. Lời chúc chạm đến trái tim của người nghe. Vai trò của thành viên được thể hiện từng công đoạn tạo thiệp. Tôi xin được bổ sung một chút về ý kiến mà chúng tôi đã thống nhất với nhau. Về những tấm thiệp của các bạn có những kiểu chữ vui tươi ngộ nghĩnh rất phù hợp với chủ đề về sinh nhật, nhất là những màu sắc mà các bạn sử dụng tươi sáng và nổi bật quá. Cách sắp xếp chữ, hình, màu trên thiệp tạo tổng thể hài hòa, cân xứng và xin được dành lời khen cho công ty của các bạn. Xin cảm ơn cô. Thưa các bạn, Tết Nguyên Đán là ngày để mọi người đoàn tụ với gia đình, Tết đoàn viên để trở về quê hương, nhớ về cội nguồn. Sau đây chúng ta cùng đến với thương hiệu thiệp chúc Tết Xuân Hồng. Xin mời các bạn. Tết đến rồi, Tết. Những tấm thiệp của chúng tôi đẹp không ạ? Có. Ở đây chúng tôi có rất nhiều mẫu thiệp đẹp lắm nhé. Đầu tiên là hai thiệp đỏ vàng, đó cũng là cả màu tương phản, là màu sắc tượng trưng cho ngày Tết. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn, màu vàng là màu tài lộc.
Tiếp theo đến thấu thiệp màu cam, nổi bật với hình y hoa lá phong phú, kết hợp với kiểu dáng chữ đẹp và phù hợp. Còn đây là tấm thiệp màu xanh nhưng ngắn hoa lá đâm chồi nảy lộc với dòng chữ màu đỏ tương phản và nổi bật. Đặc biệt là tấm thiệp màu đỏ khổ lớn hình vuông, màu sắc rực rỡ, họa tiết nổi bật với màu trắng đỏ có cách sắp xếp chữ tạo vô cùng cân đối cho thiệp. Đảm bảo nhìn thấy chúng tôi là thấy Tết, mà Tết cũng không còn xa nữa, chỉ gần 2 tháng nữa thôi. Mau mau chọn lựa tặng ông, tặng bà, tặng cô dì chú bác nhân dịp Tết đến xuân về. Vậy mình có thể mời bạn đọc giúp mình được không? Mời thầy cô cùng các bạn nghe những lời chúc hay nhất của nhóm em. Năm mới chúc bạn hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình trắng như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như heo. Lời chúc của nhóm bạn hay quá, còn rất hài hước nữa. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều, bạc tiền đủ rỉnh, thoải mái tiêu, gia đình hạnh phúc, bạn bè quý, thanh thản vui chơi mọi buổi chiều. Các bạn thấy những lời chúc Tết của Đài Yêu không ạ? Có! Xin hãy đầu tư cho chúng tôi với số vốn cao nhất nhé! Vừa rồi, tôi thấy trong lúc tham quan gian hàng chúng tôi đã có rất nhiều bạn ghi lại thắc mắc của mình. Tôi mong rằng các bạn sẽ cho chúng tôi thêm nhiều ý kiến để chúng tôi hoàn thiện sản phẩm của mình hơn. Mời bạn Huy! Tôi thấy bức tranh bài bỏ họ phía dưới bên cạnh bàn thanh nhà có được tình yêu trang trí rất tuấn mắt, chữ còn rất nhiều, chỉ nhìn so quá nhỏ so với tấm thiệp. Và tấm thiệp màu vàng ở trên bên cạnh bàn quang, hình như họa tiết hình như hoa lá đẹp được đẹp, chữ còn chưa được rõ ràng theo tôi, chưa được rõ ràng. Vậy theo bạn sẽ đặt đồ giá vào vẽ màu nào cho nổi bật và đẹp hơn? Theo tôi sẽ vẽ được chữ màu đỏ đậm và sau đó sẽ nổi bật hơn và đẹp hơn. Cảm ơn gợi ý của bạn nhé, chúng tôi sẽ chỉnh sửa luôn. Phần trình bày của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn phần trình bày của nhóm Chậm Chúc Tết. Tôi nghĩ nếu được bày bán thì nhóm các bạn sẽ rất đắt hàng đấy ạ. Xin mời ý kiến từ phía chủ đầu tư Cố Hiền Phạm. Tôi xin được nhường lời cho vị chuyên gia của chúng ta. Tôi xin đại diện cho chủ đầu tư nhận xét về công ty Xuân Hồng. Cách trình bày chân thiệp rất đẹp. Các bạn đã kết hợp hài hòa giữa chữ hình màu phù hợp chủ đề ngày Tết. Đặc biệt, các bạn đã thể hiện được sự am hiểu màu sắc về ý nghĩa của mỗi loại màu sắc. Cảm ơn các bạn đã mang đến phần thuyết trình rất vui nhộn. Xin cảm ơn bạn. Và cuối cùng là công ty Một Nửa Thế Giới. Các bạn sẽ mang đến cuộc thi ngày hôm nay những sản phẩm thiệp như thế nào? Chúng ta hãy cùng đón xem. Mời các bạn! Chào mừng các bạn đã đến với gian hàng của công ty Thiệp Thế Giới chúng tôi. Đầu tiên là những loại thiệp hình chữ nhật với họa tiết in rất đẹp và độc đáo. Cẩn thận! Loại thiệp này có màu sắc rực rỡ và đa dạng để dành tặng cho những người phụ nữ có gu thẩm mỹ cao về đẹp đôi cuốn của chúng, tặng bà, tặng mẹ, tặng ai cũng bao hợp. Loại thiệp thứ hai mang hình vuông mới lạ, màu sắc của những tấm thiệp này vô cùng hài hòa, kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt. Thiệp thứ nhất mang màu xanh và trắng, phù hợp với những người phụ nữ hiền dịu. Còn chiếc thứ hai màu sắc rực rỡ, cuốn hút người nhìn với họa tiết hoa và lá được in với kỹ thuật khéo léo. Cuối cùng là loại thiệp hình trái tim, rất đặc biệt và đặc biệt mà chỉ ở công ty chúng tôi mới có. Chiếc thiệp đầu tiên với màu vàng rực rỡ, tượng trưng cho nụ cười tỏa nắng của người vợ mỗi khi lương của chồng về. Những chiếc lá màu xanh đã tạo ra hoài sắc chung thiệp trồng nhiều vườn cây, vươn ra đón nắng. Chiếc thiệp thứ hai rất phù hợp với những người phụ nữ lãng mạn, mộng mơ, màu hồng kết hợp với màu tím, tạo nên sắc màu rất nước tính cho chiếc thiệp. Những chiếc lá in màu tím đây làm cho chiếc thiệp trông được nổi bật hơn, rất phù hợp để tặng cho những người phụ nữ mà mình yêu thương, quý mến. Trong công ty của chúng tôi có một bạn nam rất tình cảm. Tôi đã rất ấn tượng với lời chúc mà bạn ấy viết đến tặng mẹ trong lúc chúng tôi làm việc cùng nhau. Và bạn Kiệt sẽ đọc lên lời chúc của mình. Mẹ là Doraemon của con, trong túi mẹ biết là bao nhiêu vào cuối thần kỳ cho con đi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mẹ vừa là mẹ lại vừa giống như một người bạn luôn ở bên con mỗi khi con cần. Con yêu mẹ thật. Với một gia đình hoàn thiện quá, chúng tôi rất muốn
kiến đóng góp của các khách hàng để hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm của mình. Xin mời bạn Thanh Hà. Con thấy nhiều công ty vẫn rất là đẹp, hình ảnh rất là độc đáo, nhất là những ấn hình trái tim bên dưới, màu sắc rất là hài hòa, trang nhã, rất là đẹp. Rất cảm ơn lời khen của bạn. Và bạn Đức Minh. Con thấy gắn chặt màu hồng bên trên, chị Vicky đang nhảy nhót rất vui mắt, nhưng con thấy hình trái tim hơi có màu. Khi tặng màu cho hình trái tim, chúng tôi rất muốn có một hình trái tim màu đỏ tươi, nhưng khi lấy màu đỏ khi nhìn được xanh để khiến hai màu hòa trộn với nhau, quả thật hơi tối. Bạn có cách nào để giúp chúng tôi không? Tôi nghĩ các bạn nên cắt một cái hình trái tim màu đỏ, bởi sáng của nó là hoàn hảo. Ồ, đúng là một ý kiến hay, cảm ơn bạn. Bạn xin hãy đầu tư cho công ty chúng tôi một số vốn cao nhất. Phần trình bày của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Theo các nhà đầu tư, có nên đầu tư cho công ty này với số vốn cao nhất không ạ? Xin đại diện cho chủ đầu tư, chúng tôi xin nhận xét về phần trình bày của công ty Nửa Thế Giới. Chúng tôi rất ấn tượng với những tấm thiệp hình trái tim độc đáo và sáng tạo độc quyền của công ty các bạn. Có lẽ điểm mạnh công ty chính là sự gần gũi, thấu hiểu giữa các thành viên trong quá trình tạo thiệp, làm tăng hiệu quả của sản phẩm. Sự kết hợp khéo léo giữa những hình in hoa lá và kiểu dáng chữ mềm mại, bay bổng rất phù hợp dành cho những người phụ nữ. Các bạn có biết khai thác yếu tố về màu sắc rất hài hòa. Và tôi hy vọng là các bạn có thể tự tin hơn nữa trong phần thuyết trình sản phẩm của mình. Xin chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn cô. Và bây giờ, xin mời các công ty hãy mang những sản phẩm đẹp nhất của mình lên trưng bày ở trên mục giảng. Và bây giờ là thời gian bình chọn của các quý khách hàng. Hãy thể hiện sự yêu thích của mình và các doanh nghiệp thuộc chúc mừng của chúng ta đi nào. Các bạn có 30 giây để bình chọn. Thời gian bình chọn bắt đầu. Nếu quý khách hàng muốn xem cụ thể chi tiết về kết quả này thì các bạn cũng có thể vào phần tổng hợp ở phía dưới màn hình của mỗi nhóm. Chúng ta sẽ có thể quan sát kỹ hơn. Thời gian bình chọn đã hết và trên đây chính là kết quả bình chọn của các quý khách hàng. Các bạn không bình chọn nữa nha. Vậy các công ty sẽ nhận được số vốn đầu tư như thế nào? Chúng ta hãy chờ nhận xét và quyết định từ phía chủ đầu tư. Miss Hiên Phạm, xin mời cô. Rất cảm ơn. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các quý khách hàng dành cho các công ty của chúng ta. Ngày hôm nay tôi rất vui khi được thấy sản phẩm của các công ty xuất hiện ở đây đều vô cùng xuất sắc. Những tấm thiệp đến từ nhiều chủ đề gần gũi và quen thuộc trong cuộc sống. Các bạn đã biết trình bày những tấm thiệp này một cách phong phú và đa dạng, kết hợp với những hình in họa tiết hoa lá đẹp mà các bạn đã tạo ra được ở tiết học trước. Và ngoài ra các bạn còn biết áp dụng những kiến thức được học về màu sắc ở trong chủ đề để áp dụng để tạo ra những sản phẩm rất đẹp của ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta có thể thấy tùy vào mỗi chủ đề mà sự kết hợp giữa chữ, hình, màu lại có sự khác biệt. Và bây giờ đã đến thời gian công bố kết quả căn cứ vào số lượt bình chọn từ phía quý vị khán giả và căn cứ vào những nhận xét đánh giá từ phía các chuyên gia, những nhà đầu tư của chúng ta. Tôi xin công bố kết quả như sau. Xin chúc mừng hai công ty giành được số vốn đầu tư 80 triệu đồng tương đương với 8 điểm. Xin chúc mừng công ty Nửa Thế Giới và công ty Xuân Hồng. Xin mời đại diện các công ty lên nhận giải ạ. Chúc mừng các bạn. Xin chúc mừng các bạn. Và số vốn đầu tư 90 triệu đồng tương ứng với 9 điểm đã thuộc về công ty Bụi Phấn. Mời bạn đứng lên đây nào. Đây. Xin chúc mừng các bạn. Và số vốn lớn nhất của chúng ta trị giá 100 triệu đồng đã thuộc về công ty. Đó chính là ngọn nến lung linh. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn rất xứng đáng. Vâng, như vậy là game show Big Boss Car Big Deal đã đi đến kết quả. Xin chúc mừng các công ty thiết kế và sáng tạo thiệp đã giới thiệu, chia sẻ sản phẩm của mình và thuyết phục thành công các nhà đầu tư.
Và các bạn thân mến, đó cũng chính là phần đánh giá sản phẩm thiệp mà các nhóm đã hoàn thành qua 2 tiết học của bài 4. Xin chúc mừng các bạn! Như vậy là các em vừa được tham gia một hoạt động hết sức thiết thực, cũng không kém phần sôi nổi và hấp dẫn, để tìm ra những tấm thiệp chất lượng cả về hình thức và nội dung. Hôm nay chúng ta đã thực hiện 4 chủ đề này. Chỉ dừng lại 4 chủ đề này thôi vì chúng ta không có nhiều thời gian. Vậy thì bạn nào có thể cho cô biết ngoài những chủ đề như trên thì thiệp chúc mừng của chúng ta còn dành sử dụng vào những dịp nào nữa? Cô mời em nào? Cô là vì thay và vì thôi nào. Đúng rồi, các bạn có, chúng ta không chỉ dành tặng cho nhau những tấm thiệp chúc mừng vào những ngày lễ, Tết, kỷ niệm, mà đôi khi thiệp chúc mừng, ngoài ra thiệp chúc mừng còn có thể giúp chúng ta gửi gắm những lời muốn nói với những người thân yêu của chúng ta, như là những lời cảm ơn, những lời chia sẻ, những lời xin lỗi, đúng không nào? Vậy thì những tấm thiệp mà các em vừa tạo ra được, vừa thiết kế được, thì em sẽ để dành tặng cho ai? Mà, cô mời bạn Trung Thành nào. À, vậy trên thiệp em sẽ viết những lời chúc như thế nào? À đúng rồi, vậy thì cả lớp mình ơi, về nhà các em hãy viết thật nhiều những lời chúc hay để dành tặng cho mọi người. Và các em hãy ghi nhớ, vẻ đẹp tạo hình và những lời chúc tốt đẹp ở trên thiệp có thể giúp chúng ta truyền tải thông điệp, gửi gắm những tâm tư tình cảm đến với những người mà chúng ta thương yêu quý mến. Và chính những tấm thiệp này sẽ là những đại sứ tình cảm của chúng ta trong cuộc sống đấy các em ạ. Vậy cô xin hỏi, thông qua game show Big Postcard Big Deal vừa rồi, không biết có giúp các em có ý tưởng gì không? À, cô mời em nào. Con sẽ làm tấm thiệp và đi bán ạ. Một ý tưởng rất hay đúng không nào? Bạn có thể kinh doanh từ những tấm thiệp tự làm này. Vậy số vốn kiếm được từ việc kinh doanh này thì em sẽ dùng vào việc gì? Em có thể mua được một tấm là em đi thực hiện ạ. À đúng rồi, cô hoàn toàn nhất trí. Đó là những việc làm hết sức ý nghĩa đối với cộng đồng. Chúng ta có thể dùng để mua đồ dùng học tập này, mua cuốn sách hay để đọc này, hoặc là chúng ta có thể gây quỹ ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, hoặc đơn giản là chúng ta chỉ cần mua những cây xanh nho nhỏ để làm xanh nơi ở góc học tập của mình. Xin được cảm ơn em. Vậy thì chúng ta vừa được tạo thiệp từ hình thức truyền thống làm bằng tay rồi. Vậy lớp mình đã bạn nào nghe về cái cách làm thiệp, tạo thiệp online chưa? Chưa. Ngày hôm nay sẵn tiện có máy tính ở đây thì cô sẽ dành 1 phút để hướng dẫn các em về cách làm này. Chúng ta chỉ cần truy cập vào những trang web tạo thiệp, ví dụ như là trang thiệpmừng.com. Các bạn có thể thử truy cập vào trang thiệpmừng.com. Chúng ta sẽ thấy hiện ra rất nhiều lựa chọn vào mỗi dịp khác nhau. Sau đó, bằng một vài thao tác đơn giản như là chọn hình nền cho thiệp, viết lời chúc trên thiệp là chúng ta đã có thể tạo ra những tấm thiệp vô cùng đẹp như thế này để dành tặng mọi người. Lợi thế của cách làm này đó chính là nó rất nhanh, tuy nhiên nó sẽ không thể cảm động và ý nghĩa bằng việc chúng ta tự tạo ra những tấm thiệp bằng tay, có đúng không nào? Và để khép lại tiết học ngày hôm nay thì cô có dặn dò của lớp chúng ta như sau. Về nhà các em tiếp tục tạo ra những tấm thiệp mà mình yêu quý để dành tặng những người thân yêu và bạn bè của mình. Các em có thể tạo ra nhiều tấm thiệp với những chủ đề khác nữa để giờ sau cô Linh có thể chấm lấy điểm kiểm tra giữa kỳ nhé. Vâng ạ. Vậy thì bây giờ cô muốn hỏi lớp mình một câu này. Trong tháng 11 này của chúng ta có ngày lễ trọng đại nào? Cô mời em nào. Con ơi cô, trong tháng 11 này chúng ta còn có ngày lễ 20 tháng 11 là ngày của những người thầy cô giáo. Vậy thì nhân ngày hôm nay các em hãy bày tỏ tình cảm chân thành của mình đến thầy cô đang từ giờ tiết học kỹ thuật của cô cho chúng ta có được hay không? Nhân ngày 20 tháng 11 sắp tới, em chúc tất thầy cô đang từ giờ luôn luôn mạnh khỏe và công tác tốt ạ. Thầy cô ơi, con có thể tặng những tấm thiệp nhóm con làm để tặng cho những người thầy cô giáo đang từ giờ tiết kỹ thuật của lớp chúng ta được không ạ? Cô nghĩ đó là một ý kiến rất hay đấy. Rất cảm ơn những tình cảm chân thành của bạn học sinh lớp 6A6. Thay mặt các bạn lớp 6A6, con cảm ơn cô vì tiết học này. Cô đã đem đến cho con rất nhiều
sự vui vẻ và những sự lý thú. Như ngày 20 tháng 11 sắp tới, con chúc cô luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và công tác tốt ạ. Cảm ơn con. Và để khép lại tiết học ngày hôm nay, cô xin được cảm ơn các bạn học sinh của lớp mình đã tích cực, sôi nổi, hào hứng và tham gia các hoạt động trong tiết học. Xin được trân trọng cảm ơn các thầy cô. Thưa cô, con có thể đại diện của lớp, thay mặt của lớp tặng cô một bó hoa. Con kính chúc cô có một sức khỏe tốt và luôn xinh đẹp, hạnh phúc và có một công việc tốt để chúng con có những tiết học vui vẻ và bổ ích như ngày hôm nay ạ. Cảm ơn con. Rồi, thầy thay mặt cho các thầy cô trong ban giám khảo. Trước tiên là cảm ơn cô giáo đã cho thầy và các thầy cô trong ban giám khảo sự tiết học rất hay, rất sôi động, rất thú vị và đặc biệt là thầy xem những cái tiết của các con thầy. Thực sự nếu mà thầy có tiền thì đầu tư ngay, bởi vì nó rất đẹp. Nhưng mà có một cái ý rất hay nhá, trước khi thầy tặng quà cô giáo thì hỏi chúng ta một chút, có bạn nào biết lúc cuối cô giáo nói về cái sử dụng trực tiếp online đúng không? Thầy hỏi này, trên lớp này đã bạn nào mà sử dụng phần mềm nào để thiết kế thứ gì chưa? Chưa. Thế thì hôm nay nhá, sau cái buổi ngày hôm nay cô giáo đã gợi mở cho mình nhá, thì mình cố gắng về thử tìm hiểu xem có cái phần mềm nào thiết kế. Như cô giáo nói một cái điều mà thầy thấy rất hay là gì? Sử dụng thiết kế bằng các phần mềm phương tiện công nghệ thông tin nó rất nhanh các con ạ. Mình thay có thể hoa này, rồi mình thay lá này, rồi mình lấy. Bởi vì sao? Bởi vì trên cái phương tiện công nghệ thông tin và những cái mà chúng ta làm online nó có một cái kho dữ liệu rất là lớn, đúng không? Mà bây giờ mình làm này có lâu không? Nói thật với các con hôm nay thầy cũng bất ngờ bởi các con hoàn thiện được cái này rất nhanh. Chứ còn nếu mà để mà thầy làm này có khi có cả may chả sắp. May quá. Nhưng mà chúng ta thấy là gì? Làm cái truyền thống như cô giáo nói là gì? Chúng ta sẽ gì? Thể hiện cái tình cảm và tìm cái đồ handmade rất hay chứ, đúng không? Nhưng chúng ta nên biết thêm một số các gì? Công cụ, các phần mềm khác làm để chúng ta có thể làm nhanh hơn, thao tác nhanh hơn, hiểu chưa nào? Rồi, bây giờ thầy bạn vào lớp trưởng lớp mình. Thầy lại muốn nhờ con cùng với thầy tặng cô. Rồi, chúc cô giáo.